Chào mừng các bạn đã quay trở lại với tập 19 của series Huyền thoại Hải Tặc nha. Và trong video này thì mình sẽ làm một cái thử thách 8 thùng bia tìm kiếm Shiki sư tử vàng các bạn nha. Em này thì có khả năng đánh theo lượng máu chênh vênh. Bây giờ phải đi kiếm thêm tài nguyên nguyên liệu thôi. May sao là mình vẫn còn cái xốp cỏ 4 lá để gỡ gạc lại các bạn ạ. Vậy thì 30 x 5 bằng 150 thùng bia đầu tiên. Và mình sẽ tiếp tục là chiêu mộ luôn các bạn ơi. Và mình thấy em sư tử vàng này nó có một cái siêu năng lực, đó chính là làm lag cả server các bạn nha. Thế thì mình chưa mọi chính xác cho nó lại. Kiếm thêm Jinbe cũng như là Hiri. 10 thùng đầu tiên. Trời ơi, không có gì cả. Tiếp tục nào. Ồ hay. Ôi giời đất ơi. Thật là tuyệt các bạn. Với 20 thùng thôi mà đã có thêm em Kusuki, Kozuki, Kozuki, Hiyori. Perfect rồi. Này thêm em Jinbe nữa là thôi. Cũng ngon lành cảnh đảo các bạn ạ. Tiếc là nó không có chi nã nhưng mà không sao. Như vậy nó cũng là hên rồi. Ôi lo con nỏ. Ôi giời ơi, ISO à. Tuần trước đúng mình tham luôn. Mình đã cố gắng là chiêu mộ làm sao để có thể là hệ bền bỉ ra được thêm một em Akainu để vã được phát truy nã là hai em. Nhưng mà không, mình đã ra đến tận 800-900 thùng bia mà nó không ra một cái gì cả. Các bạn đã bực quá được mà thôi. Và thôi, thế là tuần này nhịn. Đấy, nhưng mà không biết, cứ vã thêm một em sư tử vàng Shiki cái đã các bạn ơi. Và lại bù lại được 15 cái thùng bia này các bạn, 40 cốc bia vàng. À, chiêu mộ đại hải tặc mình có 9 cái bánh lái rồi. Ồ không, nhưng mà mình có 13 cái la bàn thì mình sẽ chiêu mộ x10 để có thể là sở hữu được thêm một cái bánh lái nữa các bạn ạ. Ồ, cánh cụt đỏ. Ôi rồi ôi, không có cánh cụt lam thì các bạn nhỉ. Đây rồi, nhận thêm một cái, có thêm một cái bánh lái, thế là có 10 bánh rồi các bạn. Nào, chiêu mộ vua hải tặc đi. Hãy để vào đây, đó chính là Shiki sư tử vàng. Biết đâu đó lại ra, biết đâu đó lại ra. Ôi ơi, ôi ơi, ôi ơi, ôi ơi. Ui dồi ôi, Bucky cày thế nhở. Uroge, Uroge mà thêm tí dâu vào là cũng giống sư tử vàng đấy. Mỗi tội là thôi xong rồi các bạn ơi, nhưng mà được thêm 20 thùng bia các bạn nha. Ồ, nhưng mà trong cái phần nhiệm vụ chiến trường của mình khả năng cao là có thể sở hữu được nhiều thùng bia này. Thế thì bây giờ mình sẽ phải đi vã hết 3290 cái ve chiến trường này thôi các bạn ơi. Đây cũng là lý do tại sao mà mình làm cái video này lâu đấy. Thì nếu như các bạn yêu thích, nhớ để lại một nút like cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Và đến khi nào mình hoàn thành xong tất cả cái nhiệm vụ chiến trường này thì mình sẽ quay lại với các bạn nha. À, và nhân tiện đây thì mình cũng chia sẻ với các bạn, đó chính là mình đang có dự định là bán mô hình One Piece đấy. Thì có bạn nào thích mô hình OnePlus không? Để lại comment ở bên dưới hoặc vào group ND Game Zone để có thể là cập nhật những thông tin mới nhất nếu như mình bán mô hình nhé các bạn. 3:28 AM. Và đây chính là cái thành quả của mình sau khi một cày mệt ẻ 24 giờ luôn các bạn ơi. Và đây là chiến trường như các bạn, lúc đầu mình có 3200 vé mà bây giờ chỉ còn lại 42 vé thôi. Mình cứ gặp thằng nào là mình vã lên thằng đấy, kể cả nó là lực chiến cao hay là lực chiến thấp thì mình cũng chơi luôn các bạn ơi. Và đây rồi, đội hình của mình thì tiếp tục là ra trận. Và đội hình của team bạn thì một thằng Jinbe nó đấm lên, nhưng mà team mình say là ô chú tẩy gì. Và bây giờ Shiki thì bạn thì bắt đầu là nộ lên một phát, nhưng mà team mình thì vẫn còn sống sót và cái đôi team mình thì trả đòn mày à bữa ơi. Kozuki của mình thì tiếp tục là nộ lên và mấy cái thằng Akainu team mình đấm qua đấm lại. Và team nó mới là cái thằng chịu nhiều sát thương hơn. Và bây giờ Jinbe đấm một phát thì team nó vẫn còn đi 4, 5, 6, 7, 8 thằng. Nhưng mà không sao, Big Mom lại tiếp tục là nộ lên. Và ôi dồi ôi, team bạn là chỉ còn Kaido và nó cầm truy nó cũng vung lại. Nhưng mà ăn thua gì đâu, Big Mom team mình tiếp tục là nộ lên. Cho thì nó biết thế nào là lễ độ luôn. Ô không phải rồi, đó là Big Mom của team nó nha. Và Shiki team nó thì tiếp tục đánh. Ôi dồi ôi, kinh khủng quá. Cú cơ cũng nhanh phết nhờ mà bục Brook qua nó. Một skill nhưng mà không lấy mạng nữa ai cả. Và bây giờ tàu to sân đi bắn đi. Và Kaido tiếp tục ra một chui chung. Và kết liễu được Kaido team bạn rồi. Thì bạn chỉ còn lại là Kozuki mà thôi. Không phải, đấy chính là team mình nha. Và tiếp tục là chiến hạm bắn đi. Shiki team bạn thì đang bị đóng băng. Và bây giờ thì Akainu một đấm đây. Nhưng mà vẫn chưa kết liễu được ai. Jinbe tiếp tục là đấm đi. Chỉ còn lại Shiraoshi mà thôi. Câu trả lời đó chính là team mình giành chiến thắng hay chưa? Câu trả lời vẫn là chưa. Khi mà Brook nó tiếp tục nộ và Kaido tiếp tục là vung chơi. Yeah, cuối cùng giành chiến thắng nha, mệt quá. May là giành chiến thắng không được đứt bố hơi các bạn ơi. Nhưng mà chả được điểm nào cả vì đối thủ yếu quá các bạn ạ. Nhưng mà không sao, thế đấy là sau khi mình đã đánh hết ra 3.000 điểm. Ui dồi, vai cờ trưởng thật. Đây là những cái phần thưởng mà mình đã nhận được nha. Ui dồi ôi, cộng thêm cả một cái bảo vật nữa, đó chính là trong phần quy chiến trường. Bây giờ mình mới có thể là nhận được hết cho các bạn. Yo, nhiều phần quà đấy. Full 4 vòng rồi nha các bạn ơi. Oh yeah. Nào, thế thì chúng ta sẽ tiếp tục chiêu mộ. Đó chính là hệ chính xác đi. Cho đi tiếp đi, để sở hữu được hai ông Shiki. Yo, được thêm em Jinbe nữa đi. Jinbe nữa đi. Hôm qua thì được em Kozuki rồi, hôm nay chỉ cần được thêm em Jinbe cũng như là một em Shiki nữa thôi là đạt chỉ tiêu nha các bạn. Rồi luôn, Kizaru chứ không phải là Shiki các bạn ơi. Cay thế nhỉ. Ôi rồi ôi, thôi xong tôi rồi. Còn thiếu 20 thùng nữa thì mình mới có thể là đủ. Đó chính là thêm một vòng nữa. Thì đây chắc là có thôi.
50 cốc bia vàng lại không có medal chứ nhận nhanh luôn các bạn ơi. Cú thực sự nhỉ. Thế thì phải vào trong một sự kiện này xem còn cái gì nữa không. Để quất nốt các bạn ạ. Bọn Akainu chắc chắn là có nhiều rồi. Giã nốt 385 của pháo tấn công. Để xem sẽ là được những cái phần thưởng gì đây. Ồ, có 8.000 kim cương các bạn ơi. Như vậy là có lẽ là mình sẽ có thêm một cuốn trục L2 nữa các bạn nha. Với cái số lượng pháo tấn công như thế này thì bắn cũng ổn áp phết đấy. Đâu đó là được 380 chia cho đôi là 19 rồi. Chỉ cần làm nhiệm vụ thêm một vài phát nữa thôi là có 25 điểm. Một trong shop là luôn của trục L2. Nhận thưởng luôn. 65 của pháo tấn công. Còn lại 65 thôi. Hai phát nữa. Chíu. Rồi. Và lên được 13k kim cương như các bạn. Cái kim cương khá là ổn nha. À, bây giờ thì tiếp tục là kim tự tháp 1PD. Tướng hiếm mở khóa phát xem nào. Ô. Vai trưởng Big Mom tân niên rồi này. Nên lấy không nhỉ? Hợp lý quá đấy chứ. Rồi luôn. Bảo vật thì thôi, mình không lấy bảo vật đâu. Mình sẽ reset từ lớp 1 để xem là được cái em gì nữa hay không nhỉ. Có chim bé cũng được. Ơ, ảo thật đấy. Có chim bé thật luôn ấy. Oh man. Thành tựu được cái gì đấy? Ô, 400 kim cương à? Thôi cũng được. Bú tạm. Nào, tiệc cái Big Mom. Bú thử một phát để xem là có được cái bảo vật xịn hay không. Thì mình cứ lấy cái nhẫn bạch thạch thôi. Yo. Một phát đây, úm bà la. Lấy cái nào đây các bạn ơi, úm bà la, chiu cái này đi. Đau tim quá. Dương bảo vật SS tùy chọn các bạn ạ. À. Nó lại không phải là cái bảo vật nhẫn bạch thạch các bạn ơi. Ôi rồi ôi, chết tôi rồi. Toàn quá. Thôi, có lẽ là mình phải để đây thôi các bạn ơi. Đi ghép mảnh xem nào. Bảo vật, ok. À cái nữa đây. Ôi trời ơi, bullet. Ôi trời ơi. Ai 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 kênh à. Một em loa. Ai ơi, ra shop. Ôi trời, X2 luôn. Queen cái gì, Big Mom đi. À nhầm, đây làm gì có Big Mom. Ôi trời ơi, trả được cái quần què gì các bạn ơi. Thế này thì toang rồi. 100 mảnh đúng không? 100 em tướng 5 sao các bạn ạ. Phải đi luyện tướng thử coi. Ô thư có cái gì này? À, nhiệm vụ luyện tướng 5 sao các bạn ơi. Có thêm một chút phần thưởng đi chứ. Luyện tướng. Ôi rồi ôi, được mua một em bởi vì là mình chưa chiêu mộ cốc bia vàng mà. Quên bố mất, thế này thì phải đi chiêu mộ thôi. Cốc bia vàng đâu? Có mỗi 277 cốc, không sao. Có bao nhiêu thì mình xài bấy nhiêu nha. Để kiếm thêm một chút, đó chính là thùng bia đây. Nào, chuẩn bị. Chiu, siêu tốc độ này. Rồi. Hết rồi các bạn ơi. Thấy kim cương hiện ra là biết là hết rồi đấy. Đây rồi, được thêm 3 mảnh ghép. Tướng xịn nữa. Ôi chào. Chẳng có cái gì luôn các bạn ơi. Nhận thư. Ok. Như vậy là có thêm 50 mảnh nữa. Thùng bia của tôi đâu? 10 thùng bia. Thế là mình có 18 thùng à? 18 thùng biết ngay mà còn thiếu 2 thùng nữa. À đúng rồi, mình sẽ mua một cái thiệp 10k trước. Rồi. Có thùng bia không? Có thùng bia không? Oh no. Chỉ có cốc bia vàng thôi các bạn ơi. À thế thì mình sẽ đi thử vận may trong phần bắn bot. Bởi vì là biết đâu lại ra thêm 5 thùng bia nữa ở trong bot Akainu thì sao. Chiếu. Nhận thưởng luôn. Cốc bia vàng à, thùng bia đi. Thùng bia đi. Bắt cuối cùng. Thùng bia. Oh man. À còn xu may mắn là mình chưa quay đâu. Ê vào đây xã nốt 500 xu mình nhảy các bạn nhảy. Nhưng mà lại phải auto các bạn ơi. Đấy, vèo một cái hết luôn rồi các bạn ơi. Yo, quá là đơn giản luôn các bạn nha. Tiếp tục là nhận thư nào. Đấy, có thêm phần thưởng ngay các bạn ơi. Sa, mảnh với các kiểu đủ cả. Tiếp tục là chiêu mộ đặc biệt đi. Còn 20 thùng cuối cùng thôi là mình đã có thể là sở hữu thêm một em siêu quy nữa rồi đấy. Nhưng mà chiêu mộ chính xác đây mà thêm được một em gì đó. Ô, Big Mom tân niên này. Ảo thật ý. Có khi nào đó chính là định mệnh đã chọn mình chơi Big Mom tân niên hay không đây. Trời ơi, căng thẳng vậy. Tiếp tục đấy. Úi giời ơi. Liệu rằng có được thêm. Oh no. Chốt rồi. Chốt quả đấy là hơi đau rồi các bạn ơi. Tiếp tục là nhận thưởng đi. Rồi 30 cốc bia vàng. Và có thêm 60 cốc bản thân công. Thêm một em Shiki nữa là mình có thể nâng cấp được em nó lên 8 sao nha các bạn. Yo. Nào. Thế thì đi nâng cấp luôn chứ còn nghĩ gì nữa. Quên mất chưa ghép mảnh đúng không. Bây giờ thì sẽ đi ghép thấy. Ghép mảnh này trước đi. Đấy. Mecha Frankie. Tiếp tục. Ai đây? Wow, ngày hôm nay đây là 30 gia shop rồi các bạn ơi. Không thể tin nổi nha. Sinh khí thì làm gì có em nào đâu. Kid One No. Thôi cứ mở đi để lấy nhiệm vụ mở tướng 5 sao nha các bạn. Đấy nữa.
Oh man, thôi thế đi luyện tướng ra các bạn ạ. Luyện tướng. Đây rồi, cả một nùi luôn. Cho hết em này lên 5 sao nha. Không ngờ là hệ bể bỉ cũng được ăn ké. Nhiều em lên 5 sao phết các bạn ơi. Nhưng mà hệ sinh khí này mới gọi là nhiều này. Nó là nhiều hơn mấy cái hệ khác thôi. Chứ còn ngày hôm nay thì có chưa mộ được bao nhiêu thùng bia đâu. Có bia vàng cũng thế. Nói chung là em Shiki này thì bắt buộc là mình phải lấy để có thể là đi boss các kiểu nha. Chênh lệch máu quá xịn sò con bò luôn. Không đi PK được thì mình cũng cho nó đi đánh boss thôi. Chứ biết làm sao bây giờ. Nào, tiếp tục là ghép tới 5 sao đi. Ok. Và bây giờ em Shiki của mình đâu? Shiki của mình đâu? Rồi, nâng cấp sao lên thôi. May là mình vẫn còn sở hữu khá là nhiều phôi. Đó chính là hệ thống mình nha. Lên luôn. Osuke. Lấy 140 luôn em ơi. Tướng là cấp tối đa. Tiếp tục là nâng cấp 1, 2, 3 và 4. Lên. Đó chính là 7 sao. Bây giờ thì việc lên 8 sao quá là đơn giản. 9 sao gọi là căng thẳng đối với mình chứ. Bây giờ thì nó lại đơn giản đến mức 8 sao luôn. Và bây giờ chắc chắn là mình sẽ cho em nó vào để thay thế cho em Brookwano nha các bạn. Giờ mình sẽ nâng cấp cái này nha. Không biết là có đủ nâng cấp lên không. 66 này. Ôi ôi, thốn thế. Thế thôi, mình chỉ nâng cấp như vậy thôi. Nhưng mà bây giờ thì mình sẽ hoán đổi cái đá này sang đá công nha. Máu tốc. Máu máu. Công công. Đây rồi, lưu luôn nha các bạn ơi. Chiến trường. Đơn đấu. Mình phải xếp lại cái đội hình của mình cái đã các bạn ạ. Bỏ em Brookwano ra. Và tiếp theo đó chính là cho em Shiki vào trận đi. Lưu lại nhưng mà mới là vòng 170 đúng không? Thì mình sẽ nâng cấp nốt cho em nó lên là vòng 180. Mắc ở 8 sao hiện tại luôn nha. Thư có cái gì đây? Luyện tướng 6 sao gì? Ok. Tiếp tục là hệ thông minh. Shiki là 180. Ok liền. Chà, mà có cái này nha. Tăng cấp vào công thôi. Ok, nhưng mà chỉ nâng lên là vào 40 thôi. Nâng lên nào. Thốn phết nha các bạn ơi. Cũng căng thẳng đấy. Không có nó bây giờ mới được 88.000. Nhưng chủ yếu là đánh ở chênh lệch máu. Máu có 1 triệu thì chênh lệch với mấy cái thằng Kaido kia là xịn xò đấy. Khóa lại cái đã. Bây giờ thì mình sẽ đi test thử một trận chiến để xem em Shiki này đánh đấm như thế nào nha. Liệu rằng nó có cái công dụng gì chưa ở cái phân khúc 8 sao nha các bạn. Biết đâu nữa là có công dụng gì đó rồi thì sao. Chiến đấu đội hình của mình bỏ em này ra. Bây giờ thì lựa chọn em Shiki vào đi. Đó, cho ra đằng sau nhất xem nào. Ủa sao vẫn còn 13 triệu 2 nhỉ. Tấn công thử xem nào. Ô, mình chưa lắp pet cho nó luôn. Cay thực sự. Ok, Shiki đây. Thì bạn có Shiki không? Chị mẹ đấm liệu rằng có đi luôn hay không? Câu trả lời là chưa nha. Tuyệt vời mặt trời. Yo, Big Mom tìm bạn dã một phát. Wow, các bạn có thể nhìn thấy Shiki cực kỳ là khỏe luôn. Trong khi Kozuki mất đi rất là nhiều máu thì em Shiki mới level 180 vẫn còn chơi cái máu nhà và Kaido thì xoay siêu đấm vào team mình. Nhưng mà team mình lại được hồi sinh rồi. Akainu trả nó đi. Một dã vào đầu nó. Jinbe tiếp tục lại trả đòn vào đầu nó. Nhưng mà team nó tiếp tục là được hồi sinh. Big Mom thì nộ lên. Wow, xịn sao con bò luôn mà Shiki vẫn chưa được đánh nha. Tốc độ khả năng là quá là thấp luôn đi. Bây giờ làm thế nào để có thể là tăng cấp vào cấp độ bây giờ? Ai chà chà. Thốn đấy, trong chiến hạm chắc là phải nâng cấp vào trong phần kiếm sĩ thôi. Kaido tiếp tục quay dìu và khiến cho team bạn loại tuyệt vời luôn. Trong khi đó thì Shiki đang bị choáng nha. Như thế này thì hơi thốn rồi, chắc là trong phần Haki. Sau này nếu như mình nâng cấp được thì sẽ cho em nó giải tỏa những cái hiệu ứng đi. Đây, thì các bạn có thể nhìn thấy tầm này vẫn là Kaido nha. 8 sao chưa đánh đấm được gì. Chưa phát huy được hết sức mạnh nha các bạn. Nâng để đấy thôi. Thôi thì mình sẽ cố gắng kiếm thêm tài nguyên để có thể là nâng cấp để em Shiki mạnh mẽ lên nha.